toàn ở đâu, có liên quan gì đến xe này? À, bây giờ cháu là chủ xe thì cháu thấy cẩu xe thì cháu không phải cô này, cũng phải chủ xe. Đấy thì hay là hai anh em với nhau. Đây chiếc xe này cháu đã biết rồi thì em cháu bảo cháu là đang ở trong kia và nhân viên bảo vệ ở tòa nhà này thì cháu nói nhưng mà tôi nghĩ là anh cầu tình mà tôi không đúng rồi thì biết không phải gì cháu bình tĩnh mà xe đang nằm quá bãi xe không ta đang nằm này. Và khi cán bộ của tôi đến đây để xử lý việc xe đậu trên vỉa hè, đậu như thế là một hành vi không có văn minh lịch sự chỗ nào hết, nhất là gia đình mình để có một cái biệt thự to này, chỗ này là vỉa hè, cái bồn cây này, cái xe này làm gì có lối đi cho người vỉa hè, đúng này chính xác đúng không? Và anh ta phát hiện ra cán bộ tôi đến anh nhảy lên lái xe, anh ta không có bằng lái bảo vệ này, đó là một cái điều hết sức nguy hiểm và sai luật. Tôi đã không muốn tính đến cái điều đó là hồi tối cái đó rồi. Bây giờ là anh ta không chấp hành ngay từ đầu, lên xe ủi cán bộ của tôi luôn, cái đó là một cái tội không tối cảnh mà nếu mà xảy ra chết người là phải nặng rồi đó, anh ta không có bằng lái xe đó đó, đấy là phạt nặng rồi. Và tôi đợi rất lâu không ai ra để xử lý cái này, tôi yêu cầu cậu xe về cơ quan công an gần nhất và liên hệ với cơ quan nhất để nộp các thủ tục cậu xe và nộp phạt lấy xe về, cái đó là trước hẹn nhất. Rồi nhưng mà theo cháu biết thì bây giờ chủ xe đó xuất hiện thì chủ xe có thể cùng hợp tác đi về. Đã niêm phong rồi là phải thực hiện đúng như thế theo cái quy trình bảo vệ, chứ không có chuyện mà lên ngồi lái thoải mái như thế được. Thế thì bây giờ cháu thì cũng quan trọng là bây giờ phải xử lý cái anh là tài xế chạy lên đây là vì anh ấy tự nhiên khi mà em cháu sử dụng dịch vụ đây là em cháu để trong sân kia vì một lý do gì đấy tài xế chạy ra ngoài này, đây là lý do của anh tài xế thì phải bắt cái anh lên cùng đấy. Chứ không thể nào bỏ lại chủ xe là phải có trách nhiệm ở đây được. Cái chuyện giữa chuyện tài xế đó và xe tích được một công việc khác nữa. Còn bây giờ xe đậu trên vỉa hè đó không phải. Cái chuyện đó là cái công việc khác. Nếu anh có thể kiện đi cái nơi này ra tòa căn cứ vào những cái gì mà anh bị phạt thì thiệt hại. Anh kiện ở đây ra tòa nhá. Và tôi đã phải tôi bắt anh rất nhiều thời gian rồi. Không, đúng rồi, còn cháu thấy hợp lý nhất là bây giờ phải bắt luôn cả bên này đi lên chứ làm sao bắt được bên cháu thôi. Bây giờ người tham gia giao thông phải là người bắt chứ đâu phải người mượn phương tiện được. Bây giờ cái người nào ạ? Bây giờ anh tôi không tiếp anh đã nhận thấy được rồi. Thế là đủ lắm rồi đấy. Và mời theo tài xế ra cơ quan phường đó. Không phải, không phải, không phải.